Lập Thành vẫn bền cùng sóng gió, chinh pha lứ xù số 1 Việt Nam, bô gà dây thần số 1 Việt Nam. Hãy gọi cho chúng tôi vì chúng tôi mang đến thành công cho bạn. Hello, xin chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Nhân Biển. Thật sự là cái niềm khắc khoải của mình là đó là tiền các bạn. Không phải là kêu tiền bạc gì, nhưng mà cái công việc làm ăn của mình á, mọi người cũng biết là mình làm nghề bán hủ tiếu gõ là chính, còn cái YouTube đây là mình đi trải nghiệm, chứ thật sự là không phải là nghề chính của mình. Cho nên là mình đi như vậy á là mình phải nghỉ bán hủ tiếu, sợ là không có tiền cho con ăn học. Chuyến biển mà mình đi ra Giá Cào á, cái bộ người đi biển á, mình cũng có kể cho mọi người cùng nghe rồi, cái khó khăn của mình rồi. Nếu mà mọi người ủng hộ mình thì hãy chia sẻ và cho mình nút like để mình có tinh thần. Hải sản sạch từ ghe, không hóa chất, giá tặng gấp, đảm bảo chất lượng, giao hàng toàn quốc. Cuộc sống dân biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Bắc Trung Nam là người Nga, chúng ta là người Việt Nam, chúng tôi là cuộc sống dân biển. Cá gì vậy? Cá bò. Bị xước của mình rồi, thả luôn. Nãy giờ lâu lắm rồi mọi người à, gần hết cây cờ rồi, chừng chung có bò đây. Cái bò khác, còn cái ngừ, cái qua chù khác, mà qua chù có qua, cái bò là nó láng đen này nè. Ghe lý sầu trung bình là đi khoảng cỡ 7 hoặc 8 người, 7 người thì nó hơi thiếu thiếu xíu. 8 người là vừa, tính luôn tiền công luôn nha mọi người. Còn anh em làm ở trước là thường là 6 hoặc 7 đó. Đó là khi mình xếp lưới ở dưới là nó rất là dễ, vì này nó cao, có thể mình di chuyển lưới, một người có thể di chuyển được. Nhưng mà khi lưới nó cao lên rồi là cái độ B của lưới nó khó, cho nên phải 2 người. Này lúc đang xếp lưới ở dưới này, anh em rất là rảnh đúng không? Đó, đây nữa này, được về ăn cơm này. Cái chừng khi mà nó cao lên rồi á, là sẽ làm hết tất cả mọi người luôn. Làm không? Vừa ăn vừa đây là bữa cơm muộn. Vừa ăn vừa còn vừa. Món cá gì? Cá chiên. Cá thu chiên. Thu muối chiên. Nãy giờ hơn cây cờ rồi mà vẫn chưa có cá thu mọi người. Vậy gì nói vậy gì? Là khi nó có lại đó. Mới cỡ đâu mưa ra, bây giờ mưa nữa. Mới vừa lên tới luôn. Tùng đang kéo lỗ rắc, còn anh em chắc lưới quậy mưa nha mọi người. Trời, anh này lại mưa phùng phùng, nãy giờ chưa tạnh. Đừng bay xuống hầm nha con, đừng mua chú cá. Lại xếp gần cho anh phòng lại phòng ấy vậy đó, để chỗ đó cho bỏ vô thùng luôn. Nửa 5 kg á mọi người. Cơ Thank you.
luôn. Cô này cái mỏ nó rất nhỏ mọi người, nó đâm lủng chân mình con á. Đây khoảng cỡ 8 kg. Cá. Lâu lắm rồi có điều con á mọi người. Còn đây cỡ hơn 2 kg. Cho mọi người xem con cá đây là con cá vào thái. Đâu cá. Cá bò hay sao? Cá vào thái nó giống vào thái rồi. Cá bò phải không? Cá qua chù. Cá. Em thu. Em thu. Tới giờ của nó rồi đó. Cá. Cầu này nó đóng nhiều mặt quá nên ta bóp luôn coi cái mình mắt. Cá chim không ơi, rớt mất rồi. Rớt mất chết chim cuộn quá. 4 chú. Cá, rớt rồi. Đó, chụp. Quá hay quá Phong ơi. Cá gì? Có qua chù. Qua chù. Nhìn cá này từ những phái thì là giá trị nó không cao rồi không? Nó mấy chục ngàn ký. Lại thêm một cái qua chù nữa. Nãy giờ lâu lắm rồi mọi người. Cảm giác phải mắc một cờ rồi mà vẫn chưa có con cá nào đó. Mập. Cái này mập ghê. Cá nhẹ đó. Linh nó cười một nụ cười rất là tươi rồi mọi người. Có lẽ nó dặn quen à, dặn quen như cái sóng biển à. Hỏi nó chuyến này về đi được không? Nó lắc đầu ngao ngán mọi người. Nhưng mà nói chung cũng 50-50. Tại vì cũng có rất là nhiều người mới đi á, là ngán lắm, sợ lắm. Nhưng mà đi một chuyến vô rồi á, có tiền á, tự nhiên á, lại muốn đi nữa, rồi xong cái quen luôn. Nhưng mình xin công nhận với mọi người rằng đi biển không phải là khỏe gì đâu, đi biển rất là cực khổ. Nếu mà mọi người á, nếu mà ai mà muốn đi biển, yêu mến, gọi là yêu mến nghề biển, gọi là yêu mến thôi, chứ không phải là đam mê. Đam mê là cái từ đó nó rất là lớn. Thì nếu mà bắt đầu đi biển á, thì hãy xác định rằng mình sẽ đi như thế nào,
mình đi để thử nghiệm, đi để biết hay là đi để làm ăn. Nhưng mà nếu mà đi để làm ăn thì mọi người phải suy nghĩ ra thật kỹ, tại vì biển không như đông bờ. Thứ nhất là nó xa bờ, không được tự do này. Thứ hai, nếu các bạn mới đi thì các bạn phải chịu khổ, có lẽ là khổ hơn người làm rành rồi. Khi người ta làm rành rỗi rồi thì cái gì nó cũng dễ, nhưng mà khi mà các bạn mới đi cái gì nó cũng khó. Cho nên là các bạn phải vừa làm nhiều hơn và vừa mệt hơn. À, cá lâu lắm rồi bà con ơi. Dạ. Cá bị hư cái đầu mất rồi. Nó đóng hai mặt lưới bắt đầu trôi lên cái thẳng quá nó té. Hư mất một bên mang à. Nhưng hôm sau vẫn còn ok. Cá vậy, cá thu. Gần tới cây cờ rồi, gần tới cây cờ là có cá. Ôi sai luôn rồi. Cá nhỏ. À, cá thu nha. Tốt. Cá cây cờ. Mới vừa tới quay cờ có thêm con nữa mọi người. Bây giờ đưa qua đồng bảo cho thùng. Chầu. Thả dưới luôn. Hello, xin chào mọi người, đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển. Và đây là nửa đằng lưới sau của ngày bữa nay, giống ngày thứ 9 nha mọi người. Tại vì ngày thì mình thấy nó qua rất là lẹ, cho nên là công việc nữa, cho nên không có nhớ ngày được, mọi người thông cảm nha. Đây, anh em đang kéo lưới. Đứa lần vô tới giữa đằng lưới là cá nó rất là ít nè mọi người. Thường là nó nằm ở chỗ gần ghe không à. Giờ này thì anh Hải đang đứng lái cho ông Dượng nghỉ ngơi xíu. Và mình với Tuấn thì đang coi cá. Quý đang ngáp trong khi đang đứng bên, rồi Linh thì đang khoanh giường đầu, Say thì đang xếp phao, xếp đổi số 17, đó chính là anh Tùng, và mặc áo trùm đầu đó chính là anh Phong đang chắc lưới.
mình xin nhắc lại với mọi người là khoảng từ một cái phao ganh đây với phao ganh kia là nó khoảng 20 mét, mà từ đầu cờ này tới đầu cờ kia là hết 30 cái ganh như vậy đó. Mọi người nhăn lên nha mọi người, thấy tất cả 20 cây cờ rồi. Sứa rất là nhiều mọi người ơi. Đây chính là con cá bánh lái. Mùa Nam mới có sứa nha mọi người, nhưng mà đầu năm mới có sứa. Có nghĩa là đầu mùa Nam á, khoảng tháng 5 cho tới tháng 7 rồi đó có sứa. Đây nè, đó là con sứa nè mọi người. Nó rất là ngứa nha, rửa tay ra bàn tay là đỡ ngứa hơn. Nhưng mà nó dính vô da mỏng chẳng hạn như cái bụng hoặc là ngực rồi á là ngứa ghê lắm. Nhưng mà mấy anh đó quen bớt rồi. Còn mình đâu, bữa mình xách xíu mình ngứa. Đó, qua chù đây. Nãy giờ nửa cờ lưới rồi, mới được thêm em qua chù nữa. Ồ, nhìn cá thấy là khủng khiếp luôn người. Đã to. Cá đây mà làm cá cúng là đã luôn á. Bán ai mà mua giật cúng á. Quá hay, hay quá. Hay quá quý ơi. To, con này to nha. Đây 4-5kg luôn nha. Hai đóng chỗ cây cờ. Nấm đuôi 4kg. Cá. Cá tư quá. Cá mới đóng. Đây. Đó, nó nhỏ quá, tao cứ trao biết đi, đeo đi. Còn đó. Có cần lấy cái khấu không? Đâu ta? Đó, lại rồi đó, lại đó, lại đó. Đó, 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 cóp. Ồ, quá đẹp, nó nằm trong là không bao giờ mắc. Hiếm lắm, hiếm lắm. Ở dưới luôn. Này nhỏ quá là lộn qua lưới nha mọi người. Đang kéo cái cửa có thêm một chú cá nữa bà con ơi. Đó. Riết mắt của mình rồi. Thank you.
cá. Cá trù kêu đứng trên đây được không ạ? Sao tôi không quen không ạ? Chợ con cá không tốt kịp. Cua. Cua. Đây là mình không quay em sợ mình tốt không kịp hư cá. Cá lại nữa. Quý đã lên, quý đã qua một ly cà phê lên. Tới cái cờ này rồi, tới cái cờ là có cá. Đóng giống đóng hai mặt phải không? Từ, để lấy luôn để nó thúi. Bỏ không? Bỏ. Bước lên, bỏ không? Bước đầu là bao? Bước mấy cái đầu vậy hả? Dạ không em? Dạ. Rút rút ngược hay hơn ta. Ồ, cá còn sống luôn ạ. Còn mặt lưới trời nữa. Còn hai mặt lưới lận. Hai mặt lưới lận, mặt trời nữa. Con cá nó đóng men mà đứng vũ sao nó ra nổi. Cá thu hay à, nó còn tươi nhau nè, có mang nó vẫn bạc ha. Cá thu là mang bạc mà, giục luôn. Đi giục cái đầu xuống là mọi người nên né cái chân này mọi người. Chứ không là cái răng của nó là cạp cái chân là đứt ngón luôn á.
tay mình hồi bữa bị cái gai con cá nó đâm xíu mà bây giờ nó lỡ rồi mọi người, ghê quá. Đó đó đó, cá đó, cá đó, hai con cá trù, ba con cá trù luôn. Ủa cá trù, cá trù mà top giá một con lớn rồi không đó, dưới đó có gì đó, cá gì dưới đó. À, rồi. Chó mới đi lồ. Biết anh Nam không? Anh Nam khó tính đấy. Vậy là rớt mắt con ở chù rồi mọi người ơi. Đấy coi rồi. Chầu đây không hay là bỏ xuống hàng. Rồi. Cá bự. Cá bự. Còn đây 4-5 kg á. Để đây luôn anh. Dù là chuyến này không có quay cho mọi người xem được là cá khô với mực khô, nhưng mà thật sự là những sản phẩm của mình là được lấy từ biển hết nha các bạn. Từ ghe đi biển vô, tặng tay ghe đi biển vô cho mình hết. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng.
Phong bữa nay làm món gì nữa Lão Phong? Bữa nay hôm nay em làm chả giò. Chả giò hả? Chả giò. Có không? Có chả giò không? Để khán giả người ta chờ đón chả giò không có nha. Có nha. Cuốn bánh tráng luôn không? Cuốn chiên luôn không? Rồi ok, đang bận bịu vậy nhưng mà Phong vẫn tự nguyện về làm món chả giò để cho chiêu đãi anh em ăn cho lấy lại sức. Đây con cá thu bị cắn lưới nhưng mà tươi ngon bình thường. Đây con cá thu đã xẻ ra rồi, thịt trắng. Kia vẫn đang kéo lưới và có một con cá thu tiếp.